Xin chào mọi người, xin chào cả nhà. Loan xin tự giới thiệu với mọi người, họ tên đầy đủ của Loan là Tôn Nữ Ngọc Loan. Và hiện tại thì Loan đang làm chuyên viên tư vấn tại công ty Oriflame. Và hôm nay thì Loan rất là vui khi được ngồi ở đây để chia sẻ với mọi người những sản phẩm chủ lực trong kỳ catalog tháng 6 lần này. Sản phẩm chủ lực là gì? Là những sản phẩm mà chúng ta có thể dễ dàng tư vấn, có thể dễ dàng nắm bắt và chúng ta có thể dễ dàng bán được những cái sản phẩm này. Và Loan sẽ dành thời gian từ 1 phút cho đến 2 phút để chắc chắn rằng là một cái đường link này vào trong đội nhóm của mình để giúp cho các bạn nhà phân phối mới, để giúp cho các bạn nhà phân phối, đặc biệt là những bạn nhà phân phối mới, các bạn có thể dễ dàng học được những cái sản phẩm này và để chia sẻ với khách hàng của chúng ta một cách tự tin nhất. Thì mọi người hãy cùng nhau gửi cái đường link này vào trong đội nhóm của mình ha. Và khi nào mà gửi xong rồi thì hãy comment ở phía dưới cho Loan biết là đã gửi xong để Loan có thể bắt đầu buổi live ngày hôm nay luôn. Xin chào mọi người. Xin chào cả nhà. Rồi, Loan đã thấy được comment của cả nhà rồi nha. Vậy thì bây giờ mình cùng nhau bắt đầu luôn. Thì trên tay mọi người ít nhất ra thì phải cầm cho Loan một quyển sổ catalog như thế này và một cây bút như thế này. Thì mọi người nên cầm cho Loan một quyển catalog và một cây bút. Đây là catalog tháng 6 nha. Và đặc biệt là nếu như được thì chúng ta hãy cầm cho Loan thêm một quyển sổ nữa để cho chúng ta ghi chép lại những cái thông tin mà mình cảm thấy rằng là đây là những cái thông tin mà để giúp cho chúng ta dễ dàng bán được hàng. Vậy thì mỗi quyển catalog chúng ta đều có những cái chủ đề riêng khác nhau. Và chủ đề catalog tháng 6 của mình đó chính là điều kỳ diệu từ bạn. Mọi người có thể lập catalog tháng tới trang số 6. Đây ạ, tới trang số 6 để chúng ta thấy được là cái chủ đề của catalog của mình ha. Điều kỳ diệu từ bạn có nghĩa là sao? Oriflame tin rằng mỗi người chúng ta đều có những điều kỳ diệu khác nhau. Đặc biệt là Loan tự thấy tại Oriflame mình, những cái bạn mà nhà phân phối, các bạn đã làm nên điều kỳ tích cho riêng bản thân của mình, các bạn đã làm nên điều kỳ tích cho đội nhóm của mình. Bởi vì Loan thấy rất là nhiều những trường hợp khác nhau rồi, rất là nhiều những trường hợp mà các bạn đã thành công cùng với Oriflame. Và chỉ cần là chúng ta làm cái gì, chỉ cần chúng ta tự tin vào chính mình, dám khác biệt và chúng ta sẽ bước lên phía trước, thì Loan nghĩ rằng là những cái điều kỳ diệu nó rất là dễ dàng để nắm bắt ở trong tay. Và chúng ta hãy thay đổi ngay từ bây giờ. Thay đổi như thế nào? Nếu như các bạn chưa biết chăm sóc da là gì thì bây giờ các bạn hãy chăm sóc da của mình đi. Hãy mang lại một cái làn da tươi mới đi. Hãy mang lại một cái làn da tươi mới cùng với những sản phẩm của Oriflame. Nếu như các bạn chưa biết trang điểm là gì, thật sự luôn, các bạn chưa biết trang điểm là gì thì các bạn hãy cầm những cái cây cọ lên đi. Các bạn cầm những cái cây cọ lên, các bạn trang điểm trên cái gương mặt của mình. Chúng ta sẽ có được những cái diện mạo vô cùng khác biệt. Và lúc đó chúng ta sẽ tự tin. Khi mà chúng ta tự tin thì điều gì chúng ta cũng có thể làm được. Và chúng ta hãy xịt nước hoa cho cơ thể của mình để giúp cơ thể của chúng ta được thơm hơn, được gợi cảm hơn, được quyến rũ hơn. Và khi đó chúng ta ra đường với một cái làn da đẹp, với một cái kiểu trang điểm rất là nổi bật và với một cơ thể thơm tho như vậy thì chắc chắn những cái điều kỳ diệu trước mắt chúng ta sẽ nắm bắt được hết tất cả. Cho nên là mọi người hãy nắm bắt những cái điều kỳ diệu cho chính bản thân của mình nha. Và những cái sản phẩm như là trang điểm, nước hoa v.v. thì tất cả sẽ có trong kỳ danh mục catalog tháng 6 này. Tất cả mọi thứ thật sự luôn là Loan rất là cân đo đong đếm là không biết là phải nên mang cái sản phẩm gì lên trên buổi huấn luyện hôm nay để chia sẻ với mọi người, bởi vì quá nhiều sản phẩm. Loan quá yêu sản phẩm, Loan quá cùng sản phẩm. Nhưng mà Loan nghĩ rằng là những sản phẩm ngày hôm nay thì Loan sẽ chia sẻ cho mọi người những sản phẩm mà nó dễ dàng bán hàng hơn ha. Vậy thì chúng ta đã đi qua cái chủ đề của quyển catalog rồi, thì bây giờ mình sẽ cùng nhau nói về những cái danh mục. Những cái danh mục ở đây thì đây là những cái danh mục mà Loan liệt kê ra để giúp cho chúng ta có thể dễ dàng nắm bắt được những cái phần mà Loan muốn chia sẻ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có phần sản phẩm mới, mình sẽ đi qua về phần sản phẩm mới một tí xíu. Sau đó chúng ta sẽ có phần chăm sóc da, chúng ta sẽ có phần trang điểm, chúng ta sẽ có phần chăm sóc cá nhân và chúng ta sẽ có phần nước hoa. Và đầu tiên thì mình sẽ cùng nhau đi đến với những sản phẩm mới. Những sản phẩm mới thì trong tháng 6 này chúng ta có rất nhiều những cái sản phẩm mới và Loan muốn chia sẻ với mọi người ngay sau đây. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có cặp nước hoa Elux Amour và Elux Toujours của dòng Eau de Toilette. Thì Eau de Toilette là một cái dòng nước hoa, nó sẽ có độ lưu hương trên cơ thể của chúng ta từ 4 tiếng cho tới 6 tiếng tùy theo cái môi trường của chúng ta làm việc ha. Nhưng mà thông thường thì dòng Eau de Toilette thì nó sẽ lưu hương từ 4 cho tới 6 tiếng. Nhớ giùm Loan cái khoảng thời gian đó, cái mốc thời gian đó nha. Rồi.
Amour trong tiếng amour trong tiếng Pháp có nghĩa là tình yêu, và toujours trong tiếng Pháp có nghĩa là mãi mãi. Và chúng ta đã lấy cái cặp đôi nước hoa này lấy thông điệp là một tình yêu vĩnh cửu. Thì mọi người cũng thể biết được rằng là trong khi mà chúng ta yêu nhau, khi mà chúng ta có những cặp đôi, khi mà chúng ta gắn kết lại với nhau, thì mình thông thường thì mình sẽ có cái gì ạ? Mình sẽ có áo quần đôi này, mình sẽ có giày dép đôi này. Thì bây giờ nước hoa đôi sẽ là một trong những cái sản phẩm mà chúng ta nên sở hữu. Bởi vì sao? Áo quần giày dép thì nó cũng cũ theo thời gian phải không ạ? Tuy nhiên nước hoa thì nó sẽ gắn liền với chúng ta. Chỉ cần người ta nói là mùi hương nước hoa ký ức thì có thể phai mờ, nhưng mà mùi hương thì sẽ theo chúng ta theo năm tháng. Chính vì thế mà Long nghĩ rằng là mỗi người chúng ta nên có những cái cặp đôi, những cái bạn mà đang yêu nhau á, các bạn nên có sở hữu cho mình những cái mùi hương mà nó tương đồng nhau một tí xíu. Để làm cái gì? Để khi mà chúng ta ngửi cái mùi hương thôi thì mình cũng nghĩ ngay đến cái người mà mình yêu thương. Thì đó chính là cái thông điệp của cặp nước hoa gắn kết tình yêu vĩnh cửu. Và bộ đôi nước hoa này thì chúng ta sẽ chuẩn theo một cái phong cách là tươi trẻ, tinh tế và thanh lịch. Bởi vì bộ đôi nước hoa này thì rất là cái mùi hương của nó, Long cảm thấy là nó khá là trong trẻo này, cũng như là nó sẽ dành cho những bạn nào mà cảm thấy là muốn cái tình yêu của mình nó được bay bổng hơn, muốn cái tình yêu của mình nó được trong sáng hơn, được thuần khiết hơn, thì mình sẽ sử dụng cặp nước hoa Elab Amour và Elab Toujours này. Và đối tượng của chúng ta tư vấn là những cái bạn nam nữ từ 20 tuổi trở lên. Vậy thì nếu như chúng ta không yêu nhau thì chúng ta có thể sử dụng bộ sản phẩm này được, cặp đôi nước hoa này được không? Được, không thành vấn đề gì cả, miễn là các bạn thích cái mùi hương này thì các bạn có thể sử dụng. Và nếu như các bạn chưa ngửi được cái mùi hương thơm này thì trong quyển catalog nó có cái phần là trà cổ tay. Mọi người có thể chà cái phần cổ tay mình lên trên cái trang giấy thì chúng ta có thể ngửi được cái mùi hương nước hoa này. Rồi, đây là những cái nút hương chính của hai chai nước hoa. Ví dụ như là Elab Amour thì nó sẽ có hương là hoa violet trắng, hoa diên vĩ trắng và của hoàng đàn. Còn chai nam thì nó sẽ có một cái mùi hương thơm từ bạc hà, hoa diên vĩ và da corose. Thì đây là một cái loại da mà nó sẽ khiến cái mùi hương nó trầm hơn một tí về cái nốt hương sau nha. Những cái nốt hương sau, cái mùi hương của chúng ta nó sẽ trầm hơn một tí, nó chỉnh hơn một tí, nó đàn ông cực kỳ. Và mọi người có biết là hoa diên vĩ trắng này nó là một trong những thành phần nào của nước hoa của Oriflame không ạ? Đố cả nhà biết luôn á. Đố cả nhà biết là cái mùi hương hoa diên vĩ trắng này nó là mùi hương nốt hương đặc trưng nhất của chai nước hoa nào, cũng nằm trong dòng Elab luôn và cũng là một trong những chai Elab gọi là cao cấp nhất tại Oriflame. Đố mọi người là chai nào nè? Chai nào ạ? Chính là chai Elab Mint Perfume. Không ai không yêu thích cái mùi hương của chai Elab Mint Perfume cả, bởi vì cái mùi hương hoa diên vĩ trắng nó là một cái mùi hương rất là, nó bay cái kiểu mùi phấn rất là ngọt ngào, rất là tiểu thư, rất là đài cát. Và chúng ta đã lấy cái mùi hương hoa diên vị trắng đó để bỏ vào trong chai nước hoa Elab Amour này. Cho nên là nếu như bạn nào mà thích sự sang trọng hơn thì chúng ta sẽ lựa chọn cho Loan cái chai Elab Mint Perfume. Còn đối với những bạn nào mà không có quá nhiều điều kiện để chúng ta sở hữu những cái chai nước hoa mà nó mắc tiền một tí xíu thì chúng ta sẽ sở hữu chai nước hoa Elab Amour, bởi vì trong cái chai này nó cũng sẽ mang hơi hướng của nước hoa tương tự như là cái mùi hương của Elab Mint Perfume. Đây. Vậy thì giá bán của cặp nước hoa này rất là rẻ, 769.000, nhưng mà bây giờ chúng ta giảm chỉ còn 399.000 cho mỗi chai nước hoa, tặng cho người yêu cũng với một cái giá thành rất là bình dân phải không ạ? Nhưng mà nó lại mang cho chúng ta một cái dư vị, cũng như là một cái khi mà người phụ nữ người đàn ông được tặng một chai nước hoa thì cảm thấy là chúng ta đang được trân trọng, trân quý. Cho nên là nếu như bạn nào đang yêu nhau, các bạn nên tặng cho nhau những cặp nước hoa như thế này. Những bạn không yêu nhau, các bạn alone, các bạn vẫn cô đơn thì các bạn vẫn có thể sử dụng cái mùi hương nước hoa này một cách rất là bình thường, không vấn đề gì cả ha. Một giá thành rất là rẻ nha cả nhà, cho nên là Lo nghĩ rằng đây sẽ là một cặp nước hoa mà nó sẽ cháy hàng trong kỳ catalog tháng 6 lần này. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cặp đôi nước hoa mới nữa cũng trong tháng 6 luôn, đó chính là Eternal Man và Peter Wallisian. Eau de Toilette cũng là thuộc dòng Eau de Toilette nha. Eau de Toilette thì lưu hương bao nhiêu lâu ạ? Từ 4 cho tới 6 tiếng. Và cặp nước hoa Eternal Man và Peter Wallisian này thì nó sẽ có hai cái phong cách khác nhau. Trong tháng 6 thì chúng ta sẽ có ngày gì ạ? Chúng ta sẽ có ngày chào mừng ngày của cha. Đây là một cái ngày mà để cho chúng ta có thể tỏ cái lòng biết ơn của mình, tỏ cái lòng kính trọng của mình đến những người bố, những người cha thân yêu của chúng ta. Đặc biệt Eternal Man thì nó sẽ rất là phù hợp để cho chúng ta tặng chai nước hoa này cho bố của mình, cho cha của mình, đặc biệt là những ông bố trẻ.
Bởi vì ý nghĩa của chai nước hoa Eternal Man này thì nó sẽ có một cái ý nghĩa rất là hay, đó chính là người đàn ông vững chãi. Người đàn ông vững chãi của gia đình, người đàn ông mà để cho tất cả các cô gái có thể dựa vào được, chính là những người phụ nữ yêu thương của mình có thể dựa dẫm được. Thì nếu như mọi người muốn thể hiện lòng biết ơn của chúng ta, cũng như là mọi người muốn tìm kiếm một chai nước hoa nào đó phù hợp lại là chồng của mình, phù hợp với lại là cha của mình, phù hợp với lại bố của mình, thì chai nước hoa Eternal Man sẽ là một trong những sự lựa chọn mà Long gợi ý cho tất cả các anh chị nhà phân phối của chúng ta. Bởi vì phong cách của chai nước hoa này nó nam tính, nó ấm áp, đúng không ạ? Người bố thì rất là ấm áp, họ không nói thôi nhưng mà trong lòng họ suy nghĩ rất là nhiều, cho nên là cái phong cách của chai nước hoa này Long thấy khá là thích hợp ha. Rồi đối tượng chúng ta tư vấn chai nước hoa này thì từ 20 tuổi trở lên chúng ta đã có thể tư vấn được rồi. Tại vì những ông bố trẻ, có một vài ông bố cũng là từ 18, 19, 20 tuổi, các bạn đã là những ông bố rồi. Cho nên là những bạn có thể tặng chai nước hoa này cho những ông bố trẻ đó ha. Rồi tiếp tục thì mình sẽ có chai nước hoa Peter White Legend. Thì đây là một cái chai nước hoa mà nó mang thêm một cái phong cách là con đường tôi đi, mùi hương tôi chọn. Rất là hay phải không ạ? Con đường tôi đi, mùi hương tôi chọn, một cái câu slogan mà Loan cảm thấy rằng rất là đàn ông, rất là phóng khoáng. Và chai nước hoa này thì nó sẽ mang một cái phong cách là phóng khoáng và quyến rũ. Nếu như mà ai đã yêu thích chai nước hoa Peter Ligan, Loan nhớ không sai là Peter Ligan màu đen, chai nước hoa màu đen, thì nếu như mọi người đã yêu thích chai nước hoa đó thì chắc chắn mọi người sẽ yêu thích chai nước hoa Peter Wallison này. Bởi vì đây là một cái phiên bản mới. Phiên bản mới này thì nó sẽ đậm mùi hơn một tí xíu, nó sẽ đàn ông hơn một tí xíu và nó sẽ phóng khoáng hơn một tí xíu. Cho nên là đối với những cái bạn nam nào từ 20 tuổi trở lên, các bạn đang chuộng cái phong cách này, các bạn chuộng một cái phong cách đàn ông phóng khoáng ấm áp, muốn lựa chọn một cái con đường riêng biệt để mình đi, thì chai nước hoa Peter White Legend sẽ là một sự lựa chọn sáng suốt nhất. Và giá thành của sản phẩm thì riêng cái chai nước hoa Eternal Man thì nó sẽ có dung tích là 100ml nhưng mà có giá chỉ là 299.000 mà thôi, rất là rẻ phải không ? Và bên cạnh đó thì chai nước hoa Peter White Legend thì sẽ có giá là 399.000. Đặc biệt là chai nước hoa Eternal Man nó chắc chắn là sẽ cháy hàng trong tháng 6 này, bởi vì giá thành rẻ này, ý nghĩa của chai nước hoa cũng rất là hay này, một người đàn ông vững chãi này dành cho những ông bố trẻ này, những ông bố của gia đình, thì chắc chắn sẽ cháy hàng. Mọi người mà không nhanh tay đặt hàng là lo thật sự luôn là cháy hàng đó cả nhà. Cho nên là mọi người hãy nhanh tay đặt hàng những cái sản phẩm chai nước hoa này nha, bởi vì giá thành của nó không thể nào rẻ hơn được nữa. Rồi, tiếp tục thì chúng ta sẽ có bộ sản phẩm Essential Papaya. Thì đây là một bộ sản phẩm được chiết xuất từ đu đủ tự nhiên. Đây là một dòng sản phẩm nằm trong dòng Essential nha mọi người. Chúng ta có Essential được chiết xuất từ bưởi chùm này, thì bây giờ mình sẽ có bộ Essential được chiết xuất từ đu đủ tự nhiên. Thì đu đủ nó là một cái thành phần, đu đủ nó là một cái thành phần nó sẽ giúp cho da của chúng ta rất là tốt, đặc biệt là những bạn nào mà đang gặp tình trạng là da cháy nắng có nghĩa là vào cái thời tiết như thế này này, thật sự mà nói luôn là không cần phải ra đường nữa mà chúng ta chỉ cần ngồi trong nhà thôi là chúng ta đã cảm thấy là rất là bức bối, rất là khó chịu, bởi vì nó rất là nắng, rất là nóng, và khi mà các bạn ra đường thì nó, da của chúng ta sẽ bị cháy nắng ngay lập tức, và cảm giác như là mình cần cung cấp độ ẩm, cần cung cấp nước để giúp cho da của chúng ta sẽ căng mọng hơn và nó sẽ không có bị khô khi bị thiếu nước. Thì chính cái bộ sản phẩm Essential Papaya này sẽ giúp cho các bạn làm được điều này, bởi công dụng chính của nó là dịu vết cháy nắng, cung cấp nước cho da. Và trong sản phẩm thành phần đu đủ thì nó sẽ có thêm thành phần là AHA, một cái thành phần mà Long đã nói rất là nhiều lần rồi, nói tới nói lui, nhai tới nhai lui, thì đây là một cái thành phần loại bỏ tế bào da chết và tái tạo da một cách rất là hiệu quả, và nó sẽ trực tiếp loại bỏ tế bào da chết trên bề mặt da của mình. Bên cạnh đó, đu đủ thì rất là giàu vitamin A và vitamin C, thì nó sẽ giúp cung cấp độ ẩm, như là khi nãy Long nói rồi, giúp cung cấp độ ẩm cho da của mình. Và chúng ta sẽ có hai sản phẩm, đó chính là kem rửa mặt. Rửa mặt này là dạng kem nha, kem rửa mặt và kem dưỡng ẩm. Thì đối với những bạn nào mà có làn da nhạy cảm, đối với những bạn nào mà có làn da khô, thì Loan khuyên các bạn là nên sử dụng các loại kem, dạng kem. Dạng kem là bởi vì sao? Nó sẽ dịu cái da của chúng ta, không khiến cho da của chúng ta bị kích ứng, không khiến cho da của chúng ta bị nhạy cảm. Cho nên là trong tháng 6 này, nếu như mọi người mà gặp những cái làn da mà bị nhạy cảm, muốn sử dụng những cái sản phẩm sữa rửa mặt, thì mình sẽ tư vấn cho Loan cái sản phẩm Essential này, Essential Papaya nha. Cả nhà không biết là cả nhà khi mà cả nhà nhận, cả nhà đặt cái sản phẩm này về, cả nhà nhận cái sản phẩm, cả nhà ngửi cái mùi hương thơm á, trời ơi, nó thiên nhiên, nó thuần khiết vô cùng, và cái mùi hương trái cây của nó bộc lên rất là dễ chịu. Giá của sữa rửa mặt là chỉ có 99.000 mà thôi, và giá của kem dưỡng ẩm thì 129.000, rất là rẻ phải không ? Trong tháng
tháng 6 là rất nhiều những sản phẩm hot thôi. Những sản phẩm này vừa hot này, giá thành vừa mềm này, rồi dễ bán nữa, cho nên là thật sự giá tháng 6 sẽ là một cái tháng gọi là bùng nổ doanh số của Oriflame, của các bạn nhà phân phối. Rồi tiếp tục là chúng ta có sản phẩm dung dịch vệ sinh Feminel. Thì tháng trước thì mình đã có hai chai dung dịch vệ sinh trong, không phải là tháng trước, đúng rồi, tháng này thì chúng ta đã có hai chai dung dịch vệ sinh Feminel. Thì bây giờ tháng sau mình sẽ tiếp tục cho ra mắt thêm hai chai dung dịch vệ sinh Feminel mới để bổ sung vào bộ sưu tập dung dịch vệ sinh của Oriflame. Thì hai chai dung dịch vệ sinh mới cũng giống như là hai chai cũ trong tháng này thôi, thì nó cũng có hai cái công thức rất là đặc biệt, đó chính là công thức Prebiotic giúp cân bằng lợi khuẩn trên da. Thì Prebiotic nó là một thành phần được gọi là thức ăn cho lợi khuẩn là probiotic, mọi người nhớ dùm cho Loan nha. Vậy thì Prebiotic khi mà chúng ta sử dụng dung dịch vệ sinh này thì chúng ta rửa cái vùng kín của mình thì nó sẽ là một cái thành phần rất là tốt để giúp cho lợi khuẩn của chúng ta nó phát triển và nó sẽ ngăn chặn được những cái bệnh phụ khoa. Đó, mọi người chỉ cần nắm rõ cho Loan những cái đó là được ha. Rồi với lại công thức là tự phân hủy sinh học. Tự hủy sinh học có nghĩa là khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm này và nó sẽ thải ra môi trường nước thì nó sẽ được hòa tan trong môi trường nước luôn và nó sẽ không có gây bất kỳ một ảnh hưởng gì đến môi trường nước của mình, đặc biệt là hệ sinh thái. Rồi, chiết xuất từ các thành phần thực vật, ví dụ như là màu xanh dương thì nó sẽ là chiết xuất từ lý chua đen, hoa sen, và màu xanh lá thì chúng ta sẽ chiết xuất từ nha đam và hoa cẩm. Rồi, vậy thì công dụng vậy thì một cái thành phần rất là quan trọng trong cái dòng sản phẩm dung dịch vệ sinh đó chính là axit lactic. Axit lactic là một cái thành phần mà hầu như là các sản phẩm dung dịch vệ sinh tốt đều có cái thành phần này, bởi vì nó sẽ không có chứa xà phòng cho nên là nó sẽ không có gây tình trạng là bị khô vùng kín của mình ha. Và khi mà chúng ta sử dụng dung dịch vệ sinh của Oriflame thì mọi người yên tâm đi, chắc chắn đảm bảo 100% là đã được kiểm nghiệm trực tiếp trên các tình nguyện viên, rồi đã được kiểm nghiệm da liễu, và chúng ta có thể sử dụng mỗi ngày, và mỗi chai dung dịch vệ sinh như vậy thì mình sẽ có giá là 159.000. Bạn nào mà đã yêu thích mà dung dịch vệ sinh rồi thì thật sự luôn á là không bao giờ thiếu, kiểu như là mỗi ngày mà không sử dụng dung dịch vệ sinh đó mọi người là cảm giác như là nó bức bối, nó bí bách, là bởi vì sao? Thời tiết thì nắng nóng, cơ thể thì đổ mồ hôi, chúng ta mang nội y, rồi nó bị bí bách, rồi nó sinh ra những cái vi khuẩn, rồi mà chúng ta không sử dụng dung dịch vệ sinh thì thật sự luôn á là cái vùng kín của chúng ta nó sẽ bị chắc chắn là nó sẽ bị những cái tình trạng là viêm nhiễm phụ khoa. Chính vì thế là bạn nào mà các bạn tuổi teen này, các bạn người lớn này, các bạn làm cha, làm mẹ, các bạn đã biết kiến thức đó rồi thì các bạn làm ơn hãy chỉ lại cho con cháu của mình những cái công dụng, những cái tác dụng tại vì sao mà chúng ta nên sử dụng sản phẩm dung dịch vệ sinh để giúp bảo vệ toàn diện cho trẻ nhỏ. Cũng như là Oriflame thì có những cái sản phẩm dung dịch vệ sinh dành cho tuổi teen đó. Mọi người có thể tư vấn những cái sản phẩm đó cho con, cho cháu của mình ha. Dung tích 300ml, xài biết khi nào hết luôn cả nhà. Rồi tiếp tục thì mình sẽ có gel tạo kiểu tóc Not For Men. Thì gel tạo kiểu tóc là một cái sản phẩm mà các anh nam tại Oriflame hỏi rất nhiều, hỏi cực kỳ nhiều. Bạn nào mà mới vô làm, đặc biệt là những bạn nhà phân phối mới, các bạn mới vô làm tại Oriflame á, cái câu đầu tiên các bạn hỏi là: ủa em ơi, công ty mình á có sáp tạo kiểu tóc không? Có gel tạo kiểu tóc không? Có xịt tạo kiểu tóc không? Thì xin thưa, trong tháng 6 này chúng ta sẽ ra mắt sản phẩm gel tạo kiểu tóc Not For Men. Đây là một dòng sản phẩm, Not For Men là một cái dòng sản phẩm mà đã gắn bó rất là lâu đời tại Oriflame rồi. Và cái dòng sản phẩm này thì nó mang đến cho chúng ta rất là nhiều công dụng, cũng như là nó sẽ bảo vệ da, bảo vệ tóc, bảo vệ da của chúng ta một cách tối ưu nhất. Thì sản phẩm mới của mình nó sẽ là dạng gel nha. Bởi vì dạng gel thì Loan nghĩ rằng là những bạn nào mà thích giữ nếp lâu này, cái thứ nhất là thích giữ nếp lâu, cái thứ hai nữa là không có khiến tóc mình bị khô. Bởi vì Loan thấy là một vài bạn sử dụng cái sáp tạo kiểu tóc lên tóc cứng đơ luôn à, vuốt không được, làm cái gì nó cũng không được hết. Thậm chí là khi mà các bạn đổ cái mũ bảo hiểm vào á, nếu như các bạn đi xe máy, các bạn đổ cái mũ bảo hiểm vào thì nó sẽ bị sẹp ngay lập tức. Và khi mà các bạn dựng lại, tới nơi các bạn cởi mũ ra, các bạn dựng lại cái đầu tóc của mình thì nó rất là khó, bởi vì nó đã bị cứng, bị khô rồi. Nhưng đối với gel thì nó là một cái thành phần nó sẽ lỏng hơn, nó là một cái chất lỏng hơn, cho nên là khi mà chúng ta sử dụng mình rất là dễ dàng tạo kiểu. Nó sẽ giữ cái nếp tóc của chúng ta nó tốt hơn, và đặc biệt là khi mà chúng ta đội mũ vào, chúng ta đi đến một cái địa điểm nào đó, chúng ta tháo mũ ra, chúng ta cũng sẽ dễ dàng để tạo lại cái kiểu tóc của mình. Cho nên là dạng gel là Loan thấy là một trong những cái sản phẩm mà các bạn nên sử dụng, đặc biệt là các bạn nam ha. Sản phẩm Not For Men của mình thì có một cái kiểm nghiệm, đó chính là không gây bết tóc và không gây khô tóc. Thì đây là một cái điều mà mình nên tư vấn với khách hàng của chúng ta. Rồi
Nofamen là cái gì? Nofamen trong bộ sản phẩm Nofamen thì nó sẽ có một cái công nghệ rất là tiên tiến, đó chính là công nghệ màng bảo vệ Active Pro. Thì đây là một cái công nghệ nó sẽ giúp bảo vệ cơ thể, bảo vệ tóc của chúng ta tránh khỏi mọi tác nhân gây hại từ môi trường. Nhớ giúp cho Loan như vậy là được. Chỉ có 99.000 cho một cái gel tạo kiểu tóc, với lại là dung tích là 100ml như thế này là nó rất là to. Xài cũng phải là cả năm, cũng phải là nửa năm, 6 tháng, 8 tháng mới hết một cái tuyết như thế này. Rồi, tiếp tục thì mình sẽ có dầu dưỡng tóc ban đêm của dòng Elio, Elio hoặc là Eleo tùy theo cách mà mọi người đọc hơn. Loan thì Loan thích đọc Elio để cho nó sang hơn một tí xíu. Rồi, vậy thì đây là một cái dầu dưỡng mà hiện tại chúng ta đã có cái chai dầu dưỡng màu vàng, phải không ạ? Đó là gọi là cái dầu dưỡng rất là thần thánh rồi. Bạn nào mà gặp bất kỳ một cái tình trạng tóc gì cũng có thể sử dụng cái chai dầu dưỡng đó để chăm sóc lại cái mái tóc của chúng ta. Và trong tháng 6 này mình lại tiếp tục cho ra dầu dưỡng tóc ban đêm Elio. Thì dầu dưỡng tóc ban đêm có nghĩa là chúng ta sử dụng dành cho ban đêm. Còn cái chai mà màu vàng thì chúng ta sử dụng dành cho ban ngày. Thì đây là một cái sản phẩm mà nó sẽ có rất là nhiều những cái thành phần khác nhau trong cái sản phẩm Elio này. Thông thường thì chai Elio màu vàng thì nó chỉ có cái thành phần là tinh dầu hoa hồng này, dầu argan và vitamin F. Còn đối với lại là dưỡng tóc Elio ban đêm thì nó sẽ cung cấp nhiều dưỡng chất hơn, ví dụ như là dầu hoa sơn trà, dầu argan, dầu ngưu bàng, dầu hoa hồng và vitamin F. Nó vẫn giữ vitamin F, nó vẫn giữ dầu argan, nó vẫn giữ dầu hoa hồng, và nó thêm vào cái gì? Nó thêm vào là thành phần dầu ngưu bàng. Dầu ngưu bàng là một cái thành phần mà bạn nào mà da dầu thì các bạn sẽ biết được rằng là cái thành phần này nó rất là hữu ích cho da dầu. Nó không gây bít tóc này, nó sẽ cân bằng lại cái lượng dầu trên cái da đầu của mình cũng như là trên cơ thể của chúng ta. Chính là cái công dụng của cái dầu ngưu bàng này là điều tiết dầu nhờn. Và chúng ta sẽ có dầu hoa sơn trà. Dầu hoa sơn trà thì nó sẽ làm một cái màng để bảo vệ tóc của mình luôn. Và cách sử dụng ra làm sao? Cách sử dụng thì chúng ta chỉ cần cho 2-3 bơm vào lòng bàn tay, sau đó chúng ta thoa nhẹ từ cái chân tóc, từ cái gốc cái chân tóc của mình cho đến phần sát cái phần da, sát cái phần chân tóc. Nhưng mà mọi người lưu ý là cách cái phần chân tóc giúp cho Loan là 5cm. Bởi vì sao? Nếu như các bạn thoa sát quá thì những bạn nào mà gặp tình trạng da dầu thì các bạn sẽ gặp tình trạng là nó không kịp bài tiết bã dầu nhờn của chúng ta, thì nó sẽ làm bít cái tóc của mình lại. Cho nên là chỉ cần thoa cái phần cách chân tóc từ 5cm trở xuống là mình sẽ thoa cái dầu dưỡng tóc này giúp cho Loan ha. Và khuyến khích mọi người luôn là thoa vào ban đêm, và chúng ta để nguyên như vậy, chúng ta đi ngủ và sáng hôm sau thì mình sẽ không cần phải rửa lại với lại là nước sạch nữa. Và sáng hôm sau thì mình sẽ sử dụng những cái cây lược tạo kiểu tóc của Oriflame mà chúng ta tạo kiểu tóc cho mái tóc của mình. Rồi, bạn nào mà yêu thích cái dòng mà Elio này rồi thì thật sự luôn là không thể nào mà bỏ qua, không thể nào chối từ được cái dòng sản phẩm chăm sóc tóc Elio ban đêm này. Mùi hương thơm lắm, sang lắm mà cảm nhận ngay lập tức, cho dù tóc bạn có khô, các bạn chỉ cần thoa vào là các bạn cảm nhận là cái độ mềm mượt của tóc ngay lập tức rồi. Loan không có nói, Loan không phải là quảng cáo sản phẩm đâu, nhưng mà thực chất là như vậy, bởi vì Loan có. Bạn nào mà muốn sử dụng thì cứ lên gặp Loan, Loan sẽ đưa cho các bạn sử dụng thử ha. 349.000, 500.000 giảm còn 349.000 nha cả nhà. Rồi, tiếp tục là cái gì mà nhiều ô như vậy ta? Tiếp tục là dòng trang điểm mà mọi người thấy Loan để nhiều ô không? Chứng tỏ là dòng trang điểm tháng 6 giảm giá rất là nhiều. Đầu tiên thì chúng ta có chì kẽ mắt từ quanh. Đây là một cái chì kẽ mắt trong, và nó là dạng sáp, cho nên là nó màu đen, dạng sáp, cho nên là khi mà chúng ta kẽ mắt trong đó là những cái đôi mắt mà gọi là nhạy cảm nhất, mình cũng không có cảm giác gì cả. Bởi vì cái dạng sáp này thì nó rất là dễ dàng để tạo một cái đường sắc nét trong cái đôi mắt của mình mà không gây cảm giác cộm mắt. Theo đó là chúng ta sẽ có chì kẽ mắt hai đầu của dòng On Color. Thì chì kẽ mắt hai đầu có nghĩa là nó sẽ có hai cái đầu. Một cái chì như thế này thì nó sẽ có hai cái đầu. Một cái đầu là dạng lì là không nhũ, và một cái đầu là nó sẽ có nhũ. Thì chì kẽ mắt hai đầu này nó sẽ rất là tiết kiệm cho mọi người, là bởi vì sao? Chúng ta mua một cây nhưng mà chúng ta lại tới có hai màu khác nhau, một màu có nhũ và một màu không nhũ. Thì màu sắc thì Lo cũng đã để trên slide rồi, mọi người có thể nhìn ha. Và đặc biệt ở một chỗ, Loan có 4 cây nhưng mà Loan có lại có tới 8 màu khác nhau. Cho nên là đây là một cái điều mà Loan nghĩ rằng là các bạn trang điểm, các bạn rất là thích, các bạn thích trang điểm, các bạn rất là mê cái sản phẩm này. Bởi vì mình tiết kiệm được cho mình một khoản chi phí rất là khá. Bên cạnh đó nữa là mình có một cái đầu nhũ. Thì đầu nhũ đó là nếu như mà mọi người thích đánh nhũ cho mắt đó, thì chúng ta cũng có thể kết hợp với màu mắt. Chúng ta có thể ra được những cái màu nhũ rất là đẹp ha. Có 69.000 rất là rẻ luôn á. Rồi chúng ta có son dưỡng có màu dòng On Color. Thì đây là một cái dòng son dưỡng mà dòng On Color này thì nó sẽ chứa cái thành phần là mầm lúa mì và vitamin E.
mầm lúa mì và vitamin E thì nó sẽ giúp cho cái bờ mô của chúng ta nó căng mọng hơn và đặc biệt là nó cấp ẩm nhiều hơn. Và Long khuyên là mọi người, những bạn nào mà có sắc tố môi nó hơi bị sậm màu một tí xíu, hoặc là những bạn nào mà thích cái sự tự nhiên, học sinh sinh viên này, học sinh sinh viên chúng ta có thể tư vấn được cái cây song dưỡng này này. Rồi những bạn là sắc tố môi bị sậm, hoặc là những bạn nào mà giống như Loan này, ở nhà thì không thích xài son đâu, chỉ thích xài son dưỡng thôi, chỉ thích xài một mình son dưỡng thôi, thì hầu như là như vậy. Cho nên là khi mà ở nhà Loan đều xài son dưỡng có màu. Thứ nhất vừa cung cấp độ ẩm cho môi, thứ hai nó sẽ tạo cho mình một cái lớp màu nó nhẹ nhẹ, nó căng mọng, nó nhẹ nhẹ, nhìn rất là thích. Cho nên là những bạn nào mà đang gặp tình trạng như vậy thì các bạn mua son dưỡng có màu về xài thì Loan nghĩ rằng là nó rất là thích hợp. Đặc biệt là những bạn sắc tố môi sậm, các bạn xài son dưỡng có màu lên trước để làm một cái lớp trung hòa cho cái môi của mình. Sau đó chúng ta đánh những cái cây son có màu lên thì nó sẽ chuẩn nét hơn cái màu sắc của cây son. Sau son dưỡng thì chúng ta sẽ có son từ One Color Intimate Lipstick. Thì đây là một cái dòng son mà hầu như các anh chị nhà phân phối của mình rất là yêu thích, phải không ạ? À? Bởi vì cái bảng màu sắc của nó rất là đa dạng, nó có tới 10 màu, 10, 11, 12, 13 màu khác nhau. Cho nên là từ màu nude, từ những cái tông màu tây cho tới những cái tông màu rất là đậm, chúng ta đều có trong cái bảng màu son từ One Color Intimate này. Và đặc biệt là cái chất son. Cái chất son của sản phẩm này nó rất là mềm, nó rất là mịn, đánh lên trên môi là thật sự luôn, là cảm giác mềm mà căng cực kỳ luôn. Và cái đầu son đó mọi người, cái đầu son nó là một cái đầu vát, nó rất là nhọn. Cho nên là khi chúng ta miết lên môi của mình thì nó cũng sẽ ôm sát cái bờ môi của chúng ta rất là đẹp. Thì trong tháng sau mình sẽ ra thêm 4 cái màu son khác. Và mọi người thấy cái màu 35181 không? Rất đẹp, một màu đỏ cực kỳ quyến rũ, cực kỳ sang. Bạn nào mà sở hữu cái màu 35181 á thì rất đẹp. Rồi tiếp tục thì chúng ta đã đi qua hết tất cả các sản phẩm mới rồi, rất là nhiều phải không? Và hầu như là các sản phẩm mới thì Long có một lời khuyên là giá thành rẻ, dễ dàng sử dụng, phù hợp với lại tiêu chí của tất cả mọi người. Cho nên là Long nghĩ rằng đó là những cái sản phẩm chủ lực trong kỳ catalog tháng 6 này, và mọi người cần nắm bắt những cái sản phẩm đó giúp cho Long nha. Chăm sóc da thì chúng ta sẽ có bộ Pure Skin. Đây là một cái bộ sản phẩm mà tháng 6 ra là đúng bài luôn. Là bởi vì sao? Thời tiết nắng nóng quá, cái gì nổi, mụn nổi, dầu nhờn đổ rất là nhiều. Cho nên là chúng ta sử dụng cái bộ sản phẩm Pure Skin này là một cái bộ sản phẩm mà Long nghĩ rất là tuyệt. Bởi vì chúng ta sẽ có sữa rửa mặt, chúng ta sẽ có tiếp trị mụn Gel SOS. Rất là lâu rồi cái tiếp trị mụn Gel SOS này nó mới giảm giá lại. Nhiều bạn hỏi lắm, nhiều khách hàng hỏi lắm, nhưng mà chưa có giảm giá, cho nên là họ chưa có mua nhiều. Thì trong tháng 6 này nó đang được giảm giá. Bạn nào mà đã bán được cái hàng này thì nên mua nhiều một tí xíu để cho chúng ta có thể dễ dàng bán hơn và không sợ bị hết hàng. Thì chúng ta sẽ có sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt này là dạng gel, nó sẽ giúp làm sạch bã nhờn, giúp làm sạch bụi bẩn và giảm hiện tượng bóng dầu trên da. Đặc biệt là những bạn nào mà da mụn, da dầu, những bạn nào mà đổ dầu nhiều thì mình sẽ sử dụng cho Loan cái gel rửa mặt này ha. Rồi chúng ta sẽ có gel SOS. Gel SOS là một cái sản phẩm nó sẽ giúp làm sẹp cái đốm mụn của chúng ta một cách nhanh chóng này. Rồi nó sẽ hạn chế cái kích thước của mụn to. Ví dụ như là các bạn đổ một cái hộp mụn rất là to ngay chỗ này đi, thì đáng lẽ là cái hộp mụn này qua 2-3 ngày sau nó sẽ phát triển to lên hơn nữa. Nhưng mà chúng ta chỉ cần nó đau nó nhất thôi, chúng ta chấm cái này vào một tí xíu thôi, mỗi ngày 2 lần. Trong khi mà da sạch nha, chấm vào, da sạch chấm vào, thì mọi người để như vậy tầm 3 ngày là cái cùi mụn của chúng ta nó đã gom lại rồi. Và khi đó nó khô lại, nó bung lên thì chúng ta có thể dễ dàng xử lý hơn. Và mình sẽ có cây nặng mụn. Không ai mà không sử dụng cây nặng mụn, từ nam cho tới nữ. Thì cái cây nặng mụn của mình nó sẽ có một cái đặc điểm rất là ưu việt, đó chính là thép không gỉ. Thép không gỉ nha. Cho nên là khi mọi người sử dụng thì mọi người rất là vệ sinh an toàn cho cái làn da của mình. Bởi vì một vài cây nặng mụn ở ngoài thị trường thì bán, chúng ta để một thời gian nó bị gỉ cái đầu thép đi, chúng ta nặng như vậy thì nó rất là nguy hiểm cho da. Và trong cái dòng sản phẩm Pure Skin thì nó sẽ có công nghệ Detox. Công nghệ Detox này thì nó sẽ chứa cái thành phần là acid salicylic. Thì đây là một cái thành phần được gọi là BHA. BHA nó là một cái dạng acid, nó sẽ tan trong dầu. Cho nên là thêm một cái định nghĩa là dầu sẽ được tan trong dầu, phải không ạ? Dầu sẽ được tan trong dầu, còn dầu mà gặp nước thì nó sẽ làm một cái lớp dầu bám lên trên cái mặt thành nước. Cho nên là dầu nó sẽ được tan trong dầu. Và những bạn nào mà thuộc tuýp da dầu, các bạn sử dụng bộ sản phẩm này thì nó sẽ hòa tan tất cả những cái bụi bẩn, những cái chất dầu nhờn trên cái bề mặt da của mình. Sau đó chúng ta rửa sạch mặt, chúng ta cấp ẩm cho da một lần nữa thì chắc chắn điều tiết bã nhờn trên da mặt của chúng ta là một chuyện rất là dễ dàng, rất là đơn giản ha. Đu đủ thì khi nãy Loan đã nói rồi phải không ạ?
ổi thì chống oxy hóa rất là cao, lựu thì nó sẽ làm dịu đi các cái đốm mụn mà nó đang kích thích, nó đang sinh sôi, nó đang phát triển. Và sử dụng bột Buskin thì mọi người phải chịu khó sử dụng trong một khoảng thời gian dài, 3 tháng, 4 tháng, thậm chí là một bộ, hai bộ thì nó mới mang lại cho chúng ta một cái kết quả được. Còn mà mới sử dụng mới một tháng thôi mà các bạn đưa ra phán kết luận liền thì Loan nghĩ rằng là nó không chính xác hơn. Rồi, bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có mặt nạ ngủ của dòng Novae. Thì đây là một cái loại mặt nạ ngủ mà gọi là mặt nạ ngủ thần thánh tại Oriflame rồi. Bởi vì da khô, da dầu, da hỗn hợp, da gì chúng ta cũng có thể sử dụng được cái mặt nạ ngủ này cả. Bởi vì nó là dạng gel, và dạng gel thì thẩm thấu vào trong da của chúng ta nó rất là nhanh. Và đây là một cái sản phẩm với một cái công dụng là nuôi dưỡng sâu và tái tạo da trong giấc ngủ. Trong giấc ngủ thì sao? Người ta nói thời điểm vàng để dưỡng da đó chính là lúc chúng ta ngủ. Khi mà cơ thể của chúng ta ngủ thì da của chúng ta nó vẫn hoạt động. Nó vẫn hoạt động, nó không có ngủ nha. Nó vẫn hoạt động, nó vẫn bài tiết, nó vẫn hấp thụ. Cho nên là chúng ta sử dụng những cái loại mặt nạ ngủ như thế này thì trong cái quá trình mà chúng ta ngủ, chúng ta không làm việc, chúng ta không stress, chúng ta không căng thẳng thì da của chúng ta nó dễ dàng, nó hấp thu được dưỡng chất tốt hơn. Thì mọi người cũng có thể nhìn thấy Loan sử dụng mặt nạ ngủ thường xuyên này. Mọi người có thể nhìn thấy là da rất là căng, rất là mỏng. Và ánh sáng nó chiếu vào thì da chỗ này nó bóng sáng. Thật sự là cũng là nhờ một trong những cái sản phẩm skincare mà Loan rất là quan trọng, đó chính là cái sản phẩm mặt nạ ngủ này đây. Cho nên là bạn nào mà quan tâm về vấn đề dưỡng da thì chúng ta không thể nào bỏ qua cái mặt nạ ngủ này. Bởi vì sao? Trong này thì nó sẽ chứa dầu Inca Ichi, bơ thì nó sẽ cấp ẩm cho da, và acid hyaluronic là một cái thành phần giúp ngậm nước cho da, ngậm nước một cách an toàn. Và trong thẩm mỹ người ta hay sử dụng acid hyaluronic này để bơm vào trong da của mình để giúp da của chúng ta nó căng hơn, nó căng mọng hơn. Nhưng mà chúng ta không sử dụng phẫu thuật thẩm mỹ thì bây giờ chúng ta sử dụng những cái thành phần có chứa cái thành phần, những cái sản phẩm có chứa cái thành phần acid hyaluronic này để cung cấp cho da của mình ha. 429.000 đang được giảm giá trong tháng 6 nha cả nhà. Mỗi tuần mình chỉ cần xài 2-3 lần thôi, Loan thì Loan xài 3 lần. Còn ai mà không có xiên thì chúng ta xài 2 lần. Nhưng mà Loan khuyên mọi người là nên xiên một tí, xài 3 lần, mỗi tuần 3 lần, dùng sau bước kem dưỡng ban đêm, để nguyên như vậy đi ngủ, sáng hôm sau chúng ta mới rửa mặt nha. Rồi tiếp tục thì mình sẽ tới cái danh mục trang điểm. Danh mục trang điểm thì trong tháng này thật ra luôn là trang điểm giảm giá rất là nhiều. Đặc biệt là kem nền, nó giảm giá tới 4-5 chai kem nền khác nhau. Nhưng mà Loan lựa chọn lên đây một vài cái chai kem nền để cho mọi người có thể dễ bán hơn. Đầu tiên là chai Master Creation SPF 18 của dòng Jordani Gold. Thì đây là một cái chai kem nền có 3 tông màu. 3 tông màu này mọi người có thể nhìn trong catalog, nó sẽ có từng tông màu từ sáng, trung bình cho tới tông màu tối nha. Master Creation là một loại kem nền, nó sẽ có độ che phủ vừa phải. Nó không có độ che phủ, nó không quá cao, cho nên là những bạn nào thích sự mỏng mịn nhẹ, lớp nền thoáng và nó có một cái hương thơm thuần khiết thì chúng ta sử dụng cho Loan cái chai kem nền Master Creation. Không biết vì sao nhưng mà trong cái sản phẩm này nó không chứa hương liệu. Nó không chứa hương liệu cho nên là khi mọi người đánh lên trên da, mọi người sẽ không có cảm nhận được cái mùi hương của cái mùi đặc trưng của dòng foundation. Nó không có cái mùi đó mà nó sẽ có một cái mùi hương thơm rất là dễ chịu. Dành cho da hỗn hợp và da thường nha cả nhà. Rồi tiếp tục thì chúng ta sẽ có một chai kem nền Jordani Gold Defying SPF 8. Vẫn có chỉ số kem chống nắng, hầu như là kem nền của Oriflame đều có chỉ số kem chống đều có chỉ số chống nắng. Rồi, đây là một chai kem nền mà mọi người hay nói là 32047 đó, thì đây là chai kem nền mà nó mọi người hay đọc theo code, thì Loan đọc theo code 32047 để cho mọi người có thể hình dung ra ha. Thì đây là một loại kem nền, nó dành cho mọi loại da khác nhau, da gì chúng ta cũng có thể sử dụng được chai kem nền này cả. Và đặc điểm chính của chai kem nền Jordani Gold Defying SPF 8 này, đó chính là chống lão hóa cho da, mang lại một cái lớp nền rất là căng mượt. Càng để lâu trên da, lớp nền càng căng càng mượt. Đó chính là cái đặc điểm của chai Jordani Gold này. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có kem nền từ A tới Z. Thông thường thì Loan sẽ nói là như vậy, kem nền từ A tới Z, bởi vì nó chứa rất là nhiều những công dụng trong này. Kem nền AZ Cream SPF 30 thì đây là một cái chai kem nền, nó sẽ dành cho những bạn nào mà da hỗn hợp hoặc là da khô. Các bạn lưu ý cho Loan là những cái loại da để cho chúng ta tư vấn nha. Dành cho da hỗn hợp hoặc là da khô, bởi vì nó cấp ẩm khá là nhiều, cho nên là những bạn nào mà da dầu á, thì các bạn sử dụng cái chai kem nền này thì các bạn chịu khó là phải có sẵn cho mình cái giấy thấm dầu cũng như là cái phấn phủ để phủ lên trên bề mặt da.
Rồi, vậy thì đa công dụng ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó có chỉ số chống nắng rất là cao này, SPF tới 30 luôn. Rồi nó sẽ có thành phần là hoa cúc giúp dưỡng ẩm da, làm dịu da của mình. Rồi nó sẽ thay thế những cái bước rất là cơ bản. Ví dụ như là những bạn nào mà không quen sử dụng kem lót thì chúng ta có thể dùng cái sản phẩm này thay thế lớp kem lót luôn. Tuy nhiên là Long khuyên là chúng ta nên có một cái lớp kem lót riêng biệt. Dĩ nhiên không thể nào thiếu cái bông mút tán nền. Bông mút tán nền này là bạn nào mà không sở hữu là một cái thiếu sót, gọi là một cái hối tiếc. Bởi vì cái bông mút này, nếu như mà sử dụng bông mút của chúng ta so với những cái bông mút ở ngoài thị trường thì Loan xin thưa với mọi người luôn là bông mút của mình Loan chấm 4 sao tới 5 sao. Bởi vì 4 trên 5 sao, bởi vì sao? Cái cấu bông mút rất là đàn hồi, dập lên trên da của mình rất là chắc tay này, rất là đàn hồi. Và cái bông mút của chúng ta không có chứa mủ cao su. Không chứa mủ cao su là có nghĩa là những cái bạn mà thuộc cái tuýp da nhạy cảm, thuộc tuýp da nhạy cảm nha, các bạn sử dụng bông mút, có một vài bạn bị kích ứng bởi vì cái bông mút đó mà các bạn cứ nghĩ rằng là mình bị kích ứng bởi kem nền, phấn phủ vân vân, nhưng mà thật sự là không, bởi vì các bạn kích ứng với cái miếng bông mút, cho nên là khi mà các bạn sử dụng thì các bạn sẽ bị nhạy cảm. Và cái bông mút của mình thì nó sẽ không có chứa mủ cao su, cho nên là nó khi mà chúng ta tán lên trên da của mình thì cho dù da nhạy cảm tới bao nhiêu mình vẫn không có cảm giác gì cả. Thì đây chính là một cái đặc điểm mà để cho chúng ta có thể dễ dàng bán được cái bông mút tán nền này. Và khi mà chúng ta sự kết hợp bông mút cộng với lại là cái kem nền của chúng ta, độ che khuyết điểm rất cao, cao hơn so với khi mà chúng ta sử dụng cọ và chúng ta sử dụng tay. Bạn nào thích sự mỏng mịn nhẹ thì chúng ta sử dụng cọ, bạn nào thích sự che khuyết điểm cao chúng ta sử dụng mút. Rồi, tiếp tục thì mình sẽ có phấn phủ Colorbox. Thì đây là một cái loại phấn phủ mà giá thành bình dân, chỉ có 155.000 à. Nhưng mà công dụng mang đến rất là hiệu quả. Bởi vì sao? Kiềm dầu tốt, dành cho mọi loại da, da gì chúng ta cũng có thể sử dụng được. Hạt phấn thì siêu mịn, mùi hương thì rất là dễ chịu. Cho nên là đây là một cái hộp phấn phủ mà Loan nghĩ rằng là mọi người nên sở hữu. Đặc biệt là những bạn không có quá nhiều điều kiện thì các bạn sở hữu cho Loan cái hộp phấn phủ này. Kiềm dầu rất là tốt nha. Trong cái thời tiết nắng nóng như thế này, kiềm dầu, chúng ta cần phải kiềm dầu. Bởi vì đổ dầu mà sử dụng kem nền mà không sử dụng phấn phủ, không sử dụng gì lên da thì thật sự luôn là ra là mồ hôi bắt đầu nó chảy là lớp nền của chúng ta nó cũng chảy theo hết rồi. Má hồng Jordanigol thì trong tháng sau nếu như chúng ta mua cái hộp phấn má hồng cộng với lại một cây cọ đánh má, cây cọ đánh má cũng được mà cây cọ đánh phấn phủ cũng được, cọ này rất là đa công dụng nha. Nếu như chúng ta mua hai cái sản phẩm này thì giá chỉ có là 718.000 mà thôi, giá gốc tới là 908.000, nhưng mà nếu như chúng ta kết hợp thì giá chỉ có 718.000. Thì phấn má hồng của chúng ta sẽ có hai tông màu, một tông màu hồng đất và một tông màu hồng đào. Đây là một cái hũ phấn má là được làm hoàn toàn bằng tay, những cái viên phấn được làm hoàn toàn bằng tay bởi các nghệ nhân đến từ Ý, cho nên là mọi người cũng có thể là thấy được cái sự trau chuốt của từng viên phấn ở trong cái hũ phấn má hồng này. Các nghệ nhân đã đặt hết tâm huyết của mình vào trong từng cái viên phấn này. Phấn má hồng ngọc trai thì nó sẽ có chứa một tí ánh nhũ, cho nên là khi mà chúng ta sử dụng thì cái gò má của mình nó cũng sẽ căng bóng hơn theo cái màu sắc của cái hộp phấn má hồng này luôn. Và mọi người lưu ý nha, những cái viên phấn này mình phải kết hợp cọ thì mình mới đánh được. Mình có thể sử dụng cái miếng, nhưng mà cái miếng bông mút ở trong cái hộp phấn luôn, nhưng mà mọi người muốn đơn giản hơn thì chúng ta sử dụng cọ, nó sẽ dễ dàng thao tác hơn. Tất nhiên là trang điểm thì chúng ta sẽ không thể nào thiếu dầu tẩy trang, không thể nào thiếu tẩy trang, và luôn luôn khuyên mọi người là chúng ta nên có hai chai nước tẩy trang, phải không ạ? Một chai nước tẩy trang dạng dầu và một chai nước tẩy trang dạng nước. Bởi vì sao? Dầu sẽ được hòa tan trong dầu, lớp trang điểm sẽ được hòa tan trong dầu một cách sạch sẽ nhất, cho nên là chúng ta sử dụng dầu tẩy trang trước để tẩy hết toàn bộ gương mặt của mình, để trung hòa hết tất cả các lớp trang điểm. Sau đó mình sẽ lấy cái nước tẩy trang bằng nước, chúng ta lau lại một lần nữa thì chắc chắn 100% những cái tình trạng như là mụn ẩn, mụn bọc rồi sậm da vân vân là nó sẽ không có, nó sẽ hoàn toàn biến mất. Thì những bạn nào mà đang gặp tình trạng như vậy thì mình sẽ kết hợp hai cái sản phẩm nước tẩy trang lại giúp cho Loan nha. Và trong tháng sau thì mình sẽ giảm giá nước tẩy trang dạng dầu. Đây là một cái loại nước tẩy trang dành cho mắt và môi. Tuy nhiên cũng có thể sử dụng cái nước tẩy trang này để tẩy cho toàn bộ gương mặt của mình, không ngoại trừ phần mắt phần môi đâu, mình sẽ sử dụng để tẩy hết cho cả gương mặt của mình cũng rất là ok. Tẩy trang dạng dầu thì nó sẽ không có gây khô da đâu nha cả nhà. Rồi, như vậy là mình đã đi qua cái phần trang điểm. Phần trang điểm rất là nhiều phải không ạ? Và trang điểm tháng này tháng sau thì Loan nghĩ là giá cũng mềm, mình cũng dễ bán. Tới mùa hè rồi, mùa hè thì chúng ta đi du lịch đi chơi, rồi chúng ta đi đi đây đi đó thì chắc chắn là trang điểm sẽ là một cái công cụ, một cái gọi là một cái gì nhỉ?
một cái phù phép để giúp biến hóa cái gương mặt mình sẽ trở nên xinh đẹp hơn. Chăm sóc cá nhân thì chắc chắn không thể nào thiếu kem đánh răng. Kem đánh răng gọi là thần thánh, gọi là cái gì ta? Kem đánh răng phải là thần thánh mà đỉnh của Oriflame rồi. Kem đánh răng Optipress nha. Và trong tháng sau thì nó sẽ giảm giá hai loại kem đánh răng. Một loại là kem đánh răng giúp trắng sáng răng và một loại kem đánh răng là giúp hơi thở thơm mát. Và đặc điểm chính của kem đánh răng Oriflame đó chính là có 8 cái công dụng rất là ưu việt này. Cũng như là kem đánh răng của Oriflame ít tạo bọt, cho nên là nó sẽ giúp làm sạch cái răng miệng của chúng ta nó tốt hơn, cũng như là ít tạo bọt thì nó sẽ tránh được cái cảm giác là bị nhợn. Mọi người không biết mọi người như thế nào, chứ mà có một vài bạn, thậm chí cả kể cả Loan, nếu như mà Loan sử dụng bọt nhiều quá thì mình sẽ bị nhợn, cái cảm giác là buồn nôn đó cả nhà. Cho nên là kem răng của Oriflame thì sẽ không có mang lại cái cảm giác như vậy. Và trong tháng sau thì mình sẽ giảm giá là cái kem đánh răng trắng răng. Loan rất thích sử dụng cái kem đánh răng trắng răng này, bởi vì Loan cảm thấy là cái sự thay đổi của răng của mình theo từng ngày, theo từng tháng khi mà mình sử dụng cái kem đánh răng Optipress này. Và bạn nào mà đang muốn tẩy trắng răng này, muốn tẩy trắng răng, bạn nào đang muốn chưa cảm thấy là cái răng miệng của mình nó được trắng sáng, thì chúng ta sử dụng cho Loan cái mã số 31131 này nha. Còn nếu như bạn nào thích hơi thở thơm mát thì chúng ta sử dụng cho Loan 31132. Thông thường thì buổi sáng Loan sẽ sử dụng một loại và buổi tối Loan sẽ sử dụng một loại. Buổi tối thì Loan sẽ chuẩn cái loại trắng sáng hơn, bởi vì buổi tối thì mình cần phải làm sạch, và đặc biệt là răng của chúng ta tối lại thì mình cũng không có ăn uống gì cả, cho nên là cái việc làm trắng sáng nó rất là dễ dàng. Còn buổi sáng lại thì mình muốn cái cảm giác là hơi thở của mình nó thơm tho hơn, rồi mình nói chuyện với người ta mình cũng cảm thấy tự tin hơn, thì Loan sẽ sử dụng những cái sản phẩm mà nó mang đến cho chúng ta cái hơi thở thơm mát. Thì đây là hai cái sản phẩm mà mọi người nên sử dụng sáng một tuýp, tối một tuýp. Đây là những cái kết hợp mà Loan chia sẻ với cả nhà thôi, tại vì Loan sử dụng sao thì Loan sẽ chia sẻ với cả nhà như vậy. Mỗi cái tuýp kem răng của chúng ta chỉ có giá là 85.000 mà thôi. Và những bạn nhà phân phối mới, nếu như có đang xem livestream này, thì những bạn nhà phân phối mới, Loan cũng khuyên rằng là các bạn chưa biết bán cái gì thì các bạn cứ nhắm kem đánh răng mà bán cho Loan kem đánh răng, bởi vì thứ nhất nó rất là dễ xài, ai cũng xài kem đánh răng. Cái thứ hai, kem răng của Oriflame chỉ cần xài vào là cảm thấy thích ngay lập tức, cho nên không một ai có thể chối từ. Và chắc chắn cái người mà chúng ta bán hàng, lần sau người ta sẽ tới mua hàng của mình, và chúng ta cũng có thể tuyển dụng được người đó luôn. Thì đây là những cái sản phẩm mà Loan nghĩ rằng là mọi người nên bán cho những khách hàng mới. Sữa tắm lớp Nature, thì đây là một cái dòng sữa tắm không có tự công thức tự hủy sinh học, khi nãy Loan đã giải thích rồi phải không? Thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên và rất là dịu nhẹ cho làn da của mình. Và trong tháng này mình sẽ giảm giá gel tẩy tế bào da chết được chiết xuất từ bạc hà và phúc bồn tử, và gel tắm chứa nước dừa và dưa lưới. Thì bạn nào đang gặp cái tình trạng là thật ra luôn là ai cũng cần phải tẩy tế bào da chết, mặt của chúng ta cần phải tẩy tế bào da chết, thì cơ thể của chúng ta vẫn cần phải tẩy tế bào da chết. Đi tư vấn mà thật sự luôn, hỏi chị có tẩy tế bào da chết không? Không, chị đâu tẩy tế bào da chết đâu. Mà sao mơ da chị nó đen quá, nó sạm quá, chị dưỡng da bao nhiêu đi chăng nữa da chị nó cũng đen cũng sạm. Xin thưa với chị luôn, chị không tẩy tế bào da chết thì lấy gì mà da của chị nó sáng lên được? Và lấy gì mà cái tình trạng mà thâm sạm ở trên da, đặc biệt là những bạn mà gặp tình trạng mụn lưng á, các bạn không thể nào hết được, bởi vì tế bào da chết nó đóng nhiều mảng ở trên da quá mà, thì làm sao mà nó hết được? Và làm sao mà những cái dưỡng chất mà các bạn thoa lên trên nó thẩm thấu sâu vào bên trong làn da của mình được? Cho nên là tẩy tế bào da chết sẽ là một cái sản phẩm mà Loan nghĩ rằng là, không phải Loan nghĩ rằng nữa, mà được chứng minh rằng là một trong những cái sản phẩm hữu hiệu nhất để giúp cho cơ thể của chúng ta trắng sáng một cách an toàn. Và các bạn phải sử dụng tẩy tế bào da chết đúng uy tín nha, đúng uy tín. Tuy nhiên tẩy tế bào da chết thì mình sử dụng mỗi tuần từ 2 tới 3 lần thôi, nhưng mà riêng dòng lớp Nature thì chúng ta có thể sử dụng mỗi ngày, bởi vì cái hạt của nó là hạt phúc bồn tử, những cái hạt dâu tây rất là dịu nhẹ cho da, cho nên là mình có thể sử dụng mỗi ngày, sử dụng hàng ngày. Buổi tối mình sử dụng tẩy tế bào da chết tẩy đi, sau đó chúng ta thoa kem dưỡng da vào, thì lấy cái gì mà da nó không sáng, phải không ạ? Rồi bên cạnh đó thì mình sẽ có cái gel tắm chứa nước dừa và dưa lưới. Thì bạn nào mà thích cảm giác tươi mát, nếu như mà hôm đó chúng ta buổi sáng chúng ta muốn sự thay đổi, hoặc là hôm đó chúng ta muốn cái mùi hương nó dễ chịu, thì chúng ta sẽ sử dụng cho Loan cái sản phẩm này, bởi vì cái giá thành nó rất là rẻ. Và khi kết hợp với lại là mua bông tắm, khi mà các bạn xin lỗi mọi người, khi mà các bạn mua cái chai sữa tắm này thì các bạn có thể được mua bông tắm với giá là 154.000 trọn bộ. Một chai sữa tắm kết hợp với một cái bông tắm chỉ có 154.000 mà thôi.
Rồi, tiếp tục là một cái sản phẩm mà gọi là vật bất ly thân của tất cả chúng ta. Ai cũng xài, Loan cũng xài, ba mẹ cũng xài, anh chị em cũng xài, các bạn nhà phân phối, không ai là không ai xài. Không xài là có lỗi với bản thân, không xài là có lỗi với người ngồi bên cạnh, phải không ạ? À? Người ngồi bên cạnh họ không nói thôi, nhưng mà thật sự họ rất là bí bách đó. Đó chính là thanh lân Estivell, không một ai không xài. Thì thanh lân Estivell mới tại Oriflame, đây là sản phẩm mới nha. Thì sản phẩm mới của mấy tháng trước. Thì đây là một cái sản phẩm, nó sẽ có cái công nghệ là công nghệ tỏa hương Estivell. Là công nghệ tỏa hương Estivell là cái công nghệ gì? Khi mà chúng ta hoạt động, khi mà chúng ta di chuyển thì công nghệ này nó là những cái hạt tỏa hương siêu 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 nhỏ. Khi mà chúng ta hoạt động, khi mà chúng ta di chuyển thì cơ thể của chúng ta nó sẽ tự động, nó sẽ làm vỡ cái những cái hạt tỏa hương này ra, và nó sẽ giúp cho cơ thể của mình nó được tỏa những cái hương thơm, nó tươi mát hơn. Chính vì thế là cái công nghệ Estivell này đã được bỏ vào trong cái sản phẩm thanh lân khử mùi Estivell của Oriflame. Và hầu như là tất cả các thanh lân, trừ cái thanh lân màu tím ra, thì nó sẽ có công nghệ công dụng là bảo vệ cơ thể suốt 72 giờ. Thì những cái thanh lân khác thì nó sẽ có một cái công dụng là bảo vệ cơ thể, ngăn, hạn chế mùi và bài tiết mùi hôi suốt 48 giờ. Trong tháng sau thì mình sẽ giảm giá thanh lân màu xanh lá và thanh lân màu xám. Màu xanh lá thì nó sẽ giúp bà giảm cái mùi hôi, ví dụ như là trong cái thời tiết nắng nóng như thế này, đặc biệt là các bạn nam. Tuyến mồ hôi của các bạn nam rất là mạnh, cho nên là khi mà chúng ta mang những cái áo bó sát, chúng ta tập gym này, chúng ta thể thao, chúng ta đi ra ngoài đường này, thì mồ hôi bắt đầu nó chảy và nó sẽ làm đẫm ướt cái vùng áo dưới cánh tay. Và để hạn chế cái tình trạng đó thì mình sẽ tư vấn cho cái thanh lân màu xanh lá này. Nó sẽ hạn chế nha. Có nghĩa là những bạn nào mà bài tiết mồ hôi nhiều quá thì nó vẫn gặp tình trạng như vậy, nhưng mà nó sẽ hạn chế lại. Rồi, bạn nào mà thích như mang những cái áo sáng màu như thế này nè, nhưng mà ngại cái vết ố vàng ở phía dưới áo, ngại là khi mà mang những cái áo sáng như thế này thì nó sẽ để lại những cái vệt ố vàng, thì mình sẽ sử dụng cho Loan ngay cái thanh lân màu xám. Không biết là mọi người có giống Loan không, nhưng mà Loan sử dụng thanh lân giống như là Loan sử dụng nước hoa. Ví dụ như là ngày hôm đó Loan mang áo màu trắng thì Loan sẽ sử dụng màu xám. Ngày hôm đó Loan mang áo, ngày hôm đó Loan đi ngoài đường, đi công tác vân vân, thì Loan sẽ sử dụng màu xanh lá. Ngày hôm đó Loan sử dụng Loan hoạt động nhiều, mồ hôi bài tiết nhiều, thì Loan sẽ sử dụng màu tím để giúp ngăn bài tiết mồ hôi suốt 72 giờ. Thì không biết là mọi người giống không, nhưng mà cái sở thích của Loan nó quái đản như vậy đó. Sử dụng thanh lân giống như là sử dụng nước hoa. Rồi tiếp tục thì mình sẽ có dưỡng thể hương nước hoa. Dưỡng thể hương nước hoa thì đây là một cái dưỡng thể bán rất là chạy tại Oriflame, bởi vì nó mang lại cho chúng ta những cái mùi hương thơm đồng nhất của hương nước hoa. Bên cạnh đó thì nó sẽ mang lại cho da của chúng ta một cái cảm giác rất là mịn màng, rất là thơm ngát, và đặc biệt tiết kiệm chi phí. Mỗi hộp như mỗi cái loại dưỡng thể như thế này chỉ có giá là một cái loại dưỡng thể như thế này chỉ có giá là 199.000 mà thôi. Và trong tháng sau chúng ta sẽ giảm giá 3 loại khác nhau. Love Potion, một cái mùi hương rất là nồng nàn, rất là quyến rũ. Chardonnay Gold, sang trọng ngọt ngào. Và Divine, tươi trẻ thanh lịch. Ba loại dưỡng thể mang ba phong cách khác nhau. Và có một vài bạn sử dụng dưỡng thể thay nước hoa vẫn được, không thành vấn đề gì cả, bởi vì các bạn không cảm, các bạn thấy là cái mùi hương nước hoa nó hơi gắt, nó hơi nồng so với lại cái sự cảm nhận của mình, thì các bạn có thể sử dụng dưỡng thể để thay thế cái mùi hương nước hoa. Cho nên là khi mà các bạn sử dụng như vậy riêng biệt, hoặc là các bạn có thể sử dụng dưỡng thể kết hợp với nước hoa. Loan thì Loan hay sử dụng dưỡng thể kết hợp với nước hoa, bởi vì Loan muốn là cái hương nước hoa của mình nó được bám lâu hơn trên cơ thể, cho nên là Loan hay sử dụng kết hợp. Còn bạn nào mà thích sử dụng một mình cái sản phẩm đó thì vẫn được, không sao, không sao cả. Đặc biệt là xài buổi tối đó cả nhà, xài buổi tối là nó thơm ngát cả một cái căn phòng luôn. Buổi tối thì thông thường chúng ta hay đốt tinh dầu này, chúng ta hay sử dụng những cái tinh dầu nến, tinh dầu để xông phòng, xông cái phòng của mình cho nó thơm, phải không ạ? Nhưng mà chỉ cần sử dụng những cái dưỡng thể như thế này thôi là cả phòng nó đã thơm rồi, không cần phải sử dụng tinh dầu luôn. Rồi tiếp tục thì mình sẽ có nước hoa. Nước hoa thì trong tháng này ngoài 4 cái chai đang được giảm giá ra thì chúng ta còn rất nhiều những chai nước hoa khác. Tuy nhiên Loan lựa chọn lên đây những cái chai nước hoa mà Loan cảm thấy rằng là dễ bán để cho mọi người có thể dễ dàng bán được hàng ha. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ có cặp Show Favor Him và Her của dòng Eau de Toilette. Cái phong cách mà của cặp nước hoa này nhắm đến đó chính là phong cách quyến rũ và cuốn hút. Nếu như những bạn nào mà thích sự tinh tế, thích sự thanh lịch, thích cái sự trong trẻo thì chúng ta lựa chọn cái Etlac, Amour và Toujours. Vậy thì những bạn nào mà thích sự quyến rũ, các bạn có một cái phong cách rất là sexy, một cái cặp đôi rất là sexy, rất là quyến rũ, thì chúng ta sử dụng cho Loan cái sản phẩm Show Favor Him và Show Favor Her. Đối tượng mình tư vấn là nam nữ từ 20 tuổi trở lên.
Rồi, chia sẻ một tí xíu về cái sản phẩm Survivor Her, Survivor Him. Chia sẻ cả hai luôn ha. Thì bạn có một cái bạn nam, bạn tư vấn viên nói với Loan rằng: "Em ơi, anh sử dụng cái nước hoa Survivor Him, anh sử dụng cái chai nước hoa nam này này. Đi đâu ai cũng hỏi, đặc biệt là anh ý trong một khoảng thời gian rất là dài rồi, nhưng mà khi mà anh sử dụng cái chai nước hoa này, tự dưng là anh cảm thấy là kiểu như là anh cảm thấy tự tin hơn, anh cảm thấy là tự tin với cơ thể của mình hơn, tự tin với người khác giới hơn, và anh đã có được bạn gái sau khi mà anh sử dụng cái chai nước hoa này." Không biết là ảnh có nói thật hay không, nhưng mà thật sự luôn là khi mà chúng ta sử dụng cái chai nước hoa Survivor Him á, Loan cảm nhận là bạn nam có một cái sự quyến rũ nào đó, không thể nào mà gọi là không thể nào diễn tả được, nhưng mà các bạn có một cái sự quyến rũ. Các bạn, những cái mùi hương đầu thì nó sẽ rất là thanh, rất là mát, nhưng mà những cái mùi hương sau thì nó sẽ có những cái thành phần như là hoắc hương, như là ướp, nó sẽ giúp cay nồng hơn, cho nên là càng ngửi sẽ càng nghiện, càng ngửi càng quyến rũ. Hay là bạn nào mà ế này, bạn nào mà đang gặp tình trạng alone, bạn nào mà đang cô đơn muốn tìm kiếm bạn gái, thì Loan khuyên mọi người là nên sử dụng cái chai nước hoa Survivor Him này để giúp cho chúng ta mau chóng có thoát ý và mau chóng có người yêu ha. Rồi, vậy thì đối với chai nước hoa nữ này thì đây là một cái chai nước hoa mà Loan đang sử dụng, rất thích, rất mê, đang sử dụng ngày nào cũng xịt cái chai nước hoa nữ này. Một cái màu hồng nhìn rất là dễ thương, một cái thiết kế rất là sang trọng và một cái mùi hương vô cùng quyến rũ, thật sự luôn. Cái chai nước hoa này mọi người ơi, mọi người phải sở hữu, cái mùi hương thơm nó quyến rũ lắm, không biết diễn tả thành lời. Một cái mùi hương thơm mà nó quyến rũ nhưng mà nó lại tươi trẻ, chứ nó không có bị ma mị đâu, nó rất là tươi trẻ. Cho nên là bạn nào mà sở hữu chai nước hoa này, bạn nào mà đang sở hữu thì comment ở phía dưới giúp cho Loan là mình đang sở hữu chai nước hoa, cặp đôi nước hoa Survivor này, để Loan có thể biết được rằng là các bạn cũng yêu thích cặp đôi nước hoa này giống như Loan ha. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ có có chai nước hoa Sublime Nature To Grow Perfume. Perfume thì nó sẽ có độ lưu hương là cái dòng khi nãy là Order Perfume là nó sẽ lưu hương từ 6 cho tới 8 tiếng, còn dòng Perfume thì nó sẽ có độ lưu hương là từ 8 cho tới 10 tiếng. Thì đây là một cái chai nước hoa mà Loan nghĩ rằng rất là thích hợp để sử dụng trong mùa hè lần này. Bởi vì sao? Một mùi hương thơm rất là thuần khiết, rất là tươi tắn, rất là sang trọng. Chúng ta có thể sử dụng mùi hương này vào bất kỳ một thời điểm nào. Đi tiệc được không? Được. Dạo phố được không? Được. Sử dụng thường ngày được không? Được. Sử dụng ban ngày, buổi tối đều được, không thành cái vấn đề gì cả. Rồi, vậy thì cái điều đặc biệt mà để giúp chai nước hoa này gọi là sang trọng, gọi là cái chi phí để bỏ tiền ra mua chai nước hoa này, bởi vì sao nó lại khá là mắc so với những cái chai nước hoa khác, đó chính là công nghệ chiết xuất tinh khiết từ CO2. Thì cái công nghệ này là một công nghệ gọi là công nghệ chiết xuất tinh khiết từ CO2 này là một cái công nghệ nó khác so với tất cả những công nghệ chiết xuất thông thường. Chiết xuất thông thường thì chúng ta sẽ chiết xuất bằng nhiệt, và khi mà chúng ta chiết xuất như vậy thì những cái tạp chất nó sẽ bị lẫn vào bên trong, nó sẽ làm biến đổi cái mùi hương thơm nước hoa. Tuy nhiên, chiết xuất tinh khiết từ CO2 là một cái chiết xuất tinh khiết thuần khiết nhất, đắt gấp 5 đến 10 lần so với tất cả những cái chiết xuất thông thường. Và khi sử dụng công nghệ này thì chúng ta sẽ thu được những cái gọi là những cái nút hương gọi là thuần khiết và tương tự nhất trong tự nhiên. Cho nên là mình đã áp dụng công nghệ này và đã bỏ vào trong cái dòng nước hoa Sublime Nature này, Sublime Nature Tone Cabin và Sublime Nature To Grow. Rồi, và nốt hương chính của sản phẩm này đó chính là hương dạ lai hương. Dạ lai hương là một loài hoa chỉ nở về đêm. Dạ lai hương là một loài hoa nở về đêm, và nó gọi là chúng ta chỉ thu hoạch được khi bình minh hé dạng. Và khi những cái nút xương nó còn đọng lại trên những cái cánh hoa thì chúng ta đã thu hoạch những cái nút hương dạ lai hương này để lấy được những cái thành phần tinh túy nhất. Rồi, tiếp tục thì mình sẽ có chai nước hoa Love Potion Eau de Parfum. Thì Eau de Parfum Loan nói khi nãy phải không ạ? Nó sẽ có được lưu hương là từ 6 giờ cho đến 8 giờ. Và đây là chai nước hoa xây trong làn hương khó cưỡng. Đây là một cái chai nước hoa rất là quyến rũ, rất là ma mị và rất là ngọt ngào. Khi nãy là Loan nói là bạn nào thích sự quyến rũ nhưng mà tươi trẻ thì chúng ta sử dụng Survivor Her. Còn bạn nào thích sự quyến rũ, nồng nàn, quyến rũ, không thể nào thoát ra được khỏi cái sự đê mê thì chúng ta sử dụng cho Loan cái chai nước hoa Love Potion. 419.000 cho một chai như thế này. Thiết kế rất là sang trọng, mùi hương rất là quyến rũ và thật sự luôn không thể nào dứt ra được bởi cái mùi hương này. Rồi, như
vậy là chúng ta đã kết thúc xong tất cả những sản phẩm chủ lực trong kỳ catalog tháng 6 này. Loan rất là mong là những cái chia sẻ của Loan sẽ giúp ích được cho cả nhà có thể bán được hàng này, có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm này, cũng như là cả nhà có thể nắm bắt được cái nhu cầu của khách hàng của mình là gì. Và Loan nghĩ rằng là những cái sản phẩm này là một trong những sản phẩm mà không phải là một trong những nữa, mà hầu như tất cả những sản phẩm này mọi người nên bỏ vào trong danh sách là sản phẩm chủ lực của mình, kết hợp thêm một vài sản phẩm mà mọi người tự chọn, thì chắc chắn mọi người sẽ có được những cái đơn hàng rất chi là khổng lồ. Và xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe buổi chia sẻ của Loan ngày hôm nay, và xin chúc tất cả các anh chị nhà phân phối của mình có được một kỳ catalog tháng 6 thật là rực rỡ và thành công cùng với những sản phẩm của Oriflame. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị ạ.